Trong lúc này, tình hình khô hạn ở khu vực Tây Nguyên ngày càng trở nên khốc liệt, khi nhiều nơi, sông suối, ao hồ cạn trơ đáy. Nguồn nước tưới cho cây trồng, nhất là cây cà phê, càng trở nên khan hiếm. Tại vùng trọng điểm cà phê tỉnh Kon Tum, bà con nông dân đang cố chắc chiêu chia sẻ nguồn nước ít ỏi từ các ao hồ để bơm tưới cứu lấy những diện tích cà phê bị khô cháy. Nắng nóng đang khiến người trồng cà phê đứng trước nỗi lo mất mùa. Hàng trăm hecta cà phê của người dân thôn Bình Minh, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đều trông chờ lấy nước tưới từ hồ chứa này. Hàng chục máy bơm đã kéo sẵn, thế nhưng chỉ có 2 máy bơm hoạt động. Nông dân này cũng đã chực chờ nhiều ngày nay, nhưng chỉ những diện tích cà phê bị khô cháy mới được ưu tiên lấy nước trước để tránh cạn kiệt nguồn nước ít còn trong hồ. Mọi năm là mình tưới có độ 3 lần là mưa, nhưng năm nay tưới có chỗ tưới đến 5 lần rồi. Cả con này nếu là tưới lần tới đến 6 đến 7 lần rồi. Nếu như bây giờ mà ta đồng loạt một lần ra bao nhiêu máy nằm ở khu vực đây mà ra một lần nữa là chắc chỉ còn 1-2 lần nước là hết nước tưới. Huyện Đắc Hà là vùng trồng trọng điểm cà phê của tỉnh Kon Tum với diện tích 12.000 hecta. Nhiều hộ dân đang dồn toàn lực huy động máy bơm, kéo ống lấy nước trong ao hồ để bơm vét chống hạn cho cây cà phê. Nắng nóng kéo dài khiến người trồng cà phê đứng ngồi không yên. Các cái lòng hồ hiện nay là đang cạn xuống mức chết đáy hồ. Nước phèn chua hiện nay là đang váng nên rất là đông đặc. Bây giờ thì bà con đang phải chia nhau từng khối nước một để mà cứu cháy những cái diện tích đang bị nắng hạn. Diện tích cà phê nhân dân đã tưới ra đợt 3 rồi, hiện nay qua rất là nắng hạn thì đang điều tiết nước được 4. Trên địa bàn của huyện Đắc Hà thì có công trình đập thủy lợi Đắc Ui. Hiện nay thì theo kế hoạch của trạm thủy nông và các xã thì kế hoạch cái kênh Bắc, kênh Nam thì mỗi kênh là chạy là điều tiết trong 3 ngày để cho nhân dân vừa đảm bảo sản xuất và vừa giữ nước trên đồng ruộng. Hiện nay lượng nước ở 172 hồ chứa đập dâng trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn còn khoảng từ 50 đến 70% dung tích. Ngành nông nghiệp cũng đã khẩn trương điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi lớn cho khu vực khô hạn, nhưng cũng chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu. Dự báo toàn tỉnh Kon Tum có khoảng 1.000 hecta cà phê bị khô hạn do thiếu nước tưới.